Thế bây giờ chẳng hạn đứa bé nhà anh đang ăn cơm, cứ nó đòi bằng được đi ra ngoài kia. Nó thật vì anh chiều nó nhiều lần quá, gặp em nó không có cửa. Cái đấy là gọi là anh đã thỏa mãn tức thời. Ví dụ chẳng hạn nó đi siêu thị nó nhìn thấy cái này, em ví dụ đây là cái Lego, còn con gái em nó là búp bê. Mẹ ơi, con muốn mua mua cái này. Ủa đứa trẻ con nào nó chả thích mua đồ chơi anh? Không có một đứa trẻ nào mà nó không thích mua, vì nó đâu có hiểu được một, nó chỉ nó biết một cái đơn giản là nó thích cái đó thì được cầm về chơi, chứ nó đâu có hiểu là mẹ không mua là cái gì, là vì mẹ không có tiền, vì mẹ biết là chi tiêu vào cái này về thì tiền làm gì còn có để mà ăn. Nếu cái gì con cũng mua thì mẹ làm gì có tiền. Thì cái vấn đề mình ngưng không mua cho con là do một cái gì đó ngầm ở phía dưới này: phí tiền, uổng tiền, không 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 có tiền thì mình không mua. Nên cái hành vi của mình không mua là do có rất là nhiều cái nỗi sợ ở phía bên dưới, đúng không? Sợ đầu tiên là sợ hết tiền, sợ không có đủ tiền, sợ chiều nó quá rồi nó hư nên là mình không mua. Thì cái hành vi của mình là không mua, thì ở dưới của mình là như vậy. Thế hôm nay cái đứa bé ở nhà mình này nó đòi cái Lego, thế là anh bảo gỡ thôi có mấy chục ngàn thì mua cho nó đi cho rồi nha. Xin thưa với anh này, một lần là hỏng nha. Ngày mai này có con búp bê vẫn có 10 ngàn đồng bạc nó lăn đùng rầy, mua cho nó đi chá cho rồi cho đỡ mệt. Nào mua tiếp lần thứ ba này, lại một cái quả bóng, bố có thích quả bóng này rồi, cậu cho nó lại lăn đùng ra, vì nó hiểu là để lăn đùng ra một cái là bố nó sẽ mua. Thì lần sau nó càng lăn đùng ra, nó càng giãy đành đạch lên, nó càng nóng giận hơn, nó càng khó chịu hơn. Để làm gì ạ? Nó hiểu là để thuyết phục bố nó là phải bằng cách đó, để cứ khi lăn đùng ra một phát thôi là bố sẽ mua, được chưa? Nên em nói với anh nha, lá vàng là bởi đất khô, em nhắc lại, nhìn cây sửa đất và nhìn con sửa mình. Anh đã chiều con anh một cách thái quá và anh đã không biết rằng là cái đứa bé nó chả hiểu được cái điều là mua thì hết tiền. Nó đâu có hiểu, nó cứ cầm tiền về nó cứ muốn mua 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 để cho nó thỏa mãn cái của nó, chứ nó đâu có hiểu được là bố đi làm rất là vất vả để bố có tiền, nhưng bây giờ bố mua cái này bố sẽ hết tiền rồi, bố còn phải lo cho tiền cơm học. Nó đâu có lo, nó đâu có nghĩ như mình đâu. Một cái đứa trẻ nó rất trong veo, nó hồn nhiên như thế, thế nó cứ đòi thôi. Mình càng đáp ứng thì lần sau nó càng đòi. Thế là đi ra ngoài nó nhìn thấy kem, bố có kem, bố không mua một cái là nó lăn đùng ra, bố mua cho con quả bóng, thế là nó lăn đùng ra, bố cho con đi sang nhà bạn chơi, bố không cho là lăn đùng ra. Mình đang ăn cơm, bố ơi, con muốn đi ra sang nhà hàng xóm đi chơi, bố không chạy sang, nó lăn đùng ra. Thế nó cứ lăn đùng ra là bố thấy mệt quá, bố lại dẫn nó đi. Thế nó lăn đùng ra, bố thấy mệt quá, bố lại mua cho nó. Thế nó cứ lăn đùng ra cái, thế là nó lại khóc, xong mình lại sợ những người xung quanh quá, thế là mình lại mua cho nó. Đấy, kết quả có rất nhiều lần anh đã xử lý sai. Bây giờ anh có muốn xử lý đúng không? Anh đang bị sai, anh đang bị mấy cái đó đấy. Nói chung là nó thứ ba con thích cái này rồi, nghĩ nó mấy chục ngàn mai mua cho nó không biết là nó có đồ chơi, nó không có chơi điện thoại, nó chơi cái đồ đó nên là cứ vẫn mua cho nó. Cũng ví dụ như là như hôm cách đây mấy bữa nó đi sang nhà hàng xóm, nó mắt nó tia thấy cái bảng điện tử là nó thích, nó nói ba ba mua cho con cái bảng kia về, ba mua cho con cái bảng kia. Thế là cũng không nói gì, thế là bà chủ nhà bà mới thấy vậy, bà mới cho, bà nói để bà cho, tại vì cái này là bác Như cũng đã sử dụng lâu rồi nhưng anh không cho lấy. Anh bảo thôi bác cho cháu không cho nó lấy, là lấy mai nó quen nó đòi, về nhà là cứ ba là nó tả cái đó là nhớ mua cho con nhé, nó nói nhiều quá mai ba mua cho, thế là phải lên mạng chọn cho nó. Anh thấy Thế chưa? Cái sản phẩm hôm nay là của do ai? nghĩ nghĩ nó có mấy chục ngàn cho nó chơi thì mình cứ mua cho nó thôi chứ. Em nói thật cho anh nha, con gái em bằng tuổi anh đó, em đi ra ngoài nó cứ cầm tỉ tê đây này, là cái cách hành xử đúng này. Nó tỉ tê nó hỏi mẹ ơi sao cái món đồ chơi ở nhà con chưa có, mẹ ơi cái này nhà con chưa có. Thì mẹ, ủa thế à, nhà mới nhà chưa có à, thế là đẹp nhờ, công nhận đẹp nhờ. Nó nói mẹ ơi con muốn mua cái này, nhưng vì mẹ rèn cho nó quá nhiều lần nó quen rồi. Thì mẹ bảo ờ đẹp, thế khi nào con có. Thì nó bảo là nhưng mà con muốn, nhưng mà ủa con muốn thì con có tiền chưa, con có tiền không mà mua, con có tiền thì con cứ mua thôi, nếu con thấy đẹp thì con có tiền con cứ mua. Rồi thế là, nhưng mà con, nó bảo nhưng mà tiền của mẹ là tiền của mẹ, còn tiền của con là tiền của con. Mẹ thì mẹ mua đồ này, mẹ vì mẹ có tiền, vì mẹ đi làm thì mẹ mới có tiền thì mẹ mua. Thế khi nào thì con có tiền đây? Rồi vậy đó, cứ hỏi nó như thế. Rồi nó không mua được đúng không? Thế đến lúc là chắc chắn thời gian đầu nó sẽ không có đâu. Mình bảo thế thì con không có làm sao con mua được?
Thế thì con đi làm đi, con có tiền đi rồi mua. Thế bây giờ về nhà nhá, con làm việc nhà cho bố nè. Cứ mỗi một lần làm việc nhà, thế bây giờ con thích cái con búp bê này đúng không hay thích cái Lego này không? Rồi, bố sẽ lấy cái màn hình, bố chụp cái màn hình này lại nào. Đây, chụp lại nha, là cái bộ Lego màu xanh này giống chị hai đúng không? Rồi bố sẽ lưu lại đây này. Nào để bố chụp lại để bố nhớ là cái bộ Lego này là quân của bố rất là thích này. Ok, đấy nha, bố lưu vào rồi nha, có phải đúng như con búp bê à, cũng cái đúng cái Lego này không? Bạn bảo đúng rồi, đẹp thế nhỉ, công nhận cái Lego này đẹp nhỉ. Rồi thế bây giờ nè, bố sẽ lưu ở đây. Thế khi nào thì quân mua được? Con xem cái giá xem nào nó là bao nhiêu tiền. Ví dụ ở 100.000 rồi, 100.000 á thì bố nghĩ là phải rửa bát khoảng độ 10 100 lần, hoặc là lau nhà 20 lần, hoặc là về nhà mà sắp xếp gọn gàng nhà cửa bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế thì bố sẽ trả lương cho con là 2.000 hay là 5.000 nha. Xong con bỏ vào cái hũ cho bố nha. Đấy, lấy cho cái hũ nhựa bỏ vào. Ví dụ lấy cho nó một cái hộp nhựa xong bỏ vào đấy. Cái thì cứ mỗi một ngày làm bố sẽ bỏ vào đấy 5.000 được chưa? Rồi xong để sau đi khi nào đủ thì con cầm con mua cái đấy. Phải dạy đứa bé một thông điệp là để có một món đồ thì phải có tiền, mà để có tiền thì phải lao động. Một cách rất âm thầm anh đang dạy cái đứa bé cái cách đó đó. Chứ không có cái cửa là cứ hở một chút xíu đó mà đòi đâu. Và không bao giờ được thỏa mãn tức thời. Đó là nguyên tắc duy nhất anh phải dạy con ạ. Không được thỏa mãn tức thời. Được chưa anh? Thế cứ hôm nay nó về nó làm được việc, anh lại bỏ vào đây rồi. Thế bố trả lương cho con 5 ngàn nha. Vì con có lao động, con có làm việc thì bố để cho con 5 ngàn vào đây. Rồi và con phải biết ơn tiền nha. Đây là công sức lao động của con đấy. Xong đến khi nào đủ rồi thì lôi cái Lego ra. Lần trước con rất thích cái Lego này đúng không? Con kiểm tra xem đủ tiền chưa? Con đếm được bao nhiêu đồng? Rồi con cầm ra con mua đi. Vì hôm nay con thích Lego đúng không? Thế thì có phải là mình vừa dạy con mình là vừa kiếm được tiền, vừa không có thỏa mãn tức thời cho con, và giúp cho con của mình nó nhận thức được một cái điều là không phải đòi cái gì mà được đâu. Và nói thật với anh này, đúng là đôi khi mình ý, mình thương nhưng mà mình hại con, người ta gọi là thương hại, tức là thương quá xong hại đó, cứ lăn đùng ra là đỡ, đỡ và mình cứ nghĩ là thôi có đáng bao nhiêu được không, có 10 cái ngàn đồng bạc. Nhưng trẻ con nó hay lắm, được đằng chân nó lân đằng đầu. Anh mà không kỷ luật với nó ngay từ bé, thật rèn con mà không kỷ luật ra thì chỉ có chết. Thế nên anh phải nguyên tắc cho em là không bao giờ được đòi, kể cả hôm nay trời thời tiết anh dẫn nó đi Phan Thiết, anh dẫn nó đi Vũng Tàu, anh dẫn nó đi đâu mà nó có nóng được thế nào chăng nữa, đỏ bố con đòi ăn kem. Anh phải nói như thế này này, thế con có tiền chưa? Thế con thích ăn kem nào? Ồ kem này à, kem này ngon nhỉ? Hay là sô cô la hay khoai môn? Nó bảo con thích ăn khoai môn, ok. Rồi thế con có tiền chưa chưa? Thế bây giờ con muốn có tiền không? Bảo muốn. Thế thì bây giờ cần phải làm cho bố ba việc nha. Một ra nhặt rác thì bỏ vào thùng rác cho bố. Hai là ôm bố ba lần đi hôn bố thì bố sẽ trả lương cho con. Đấy, ít nhất là nó cũng hiểu được là phải để làm việc mới có tiền để mua cho nó cái kem. Chứ không phải tự nhiên là cứ đáp ứng một cách tức thời đâu ạ. Anh đáp ứng một cách tức thời là chết. Rồi kể cả bây giờ con và anh nó lăn đùng lăn vạ như thế, anh sẽ ngồi xuống ngang bằng với nó và anh nói với nó này: bố đang ăn cơm nha, hôm nay không đi chơi được, bây giờ có hai lựa chọn này, một đi ra ngoài kia ngồi chơi và ngồi ở đó chơi hoặc làm việc gì đó cho bố đi, khi nào bố ăn xong thì bố sẽ dẫn con sang đó chơi, bố hứa bố sẽ làm. Hai mà cứ tiếp tục mà lăn đùng ra đây ăn vạ, bố sẽ phạt con thêm một ngày nữa không được phép sang nhà bạn chơi, bố nói là bố làm đấy nha. Thế bây giờ con chọn số 1 hay con chọn số 2? Được chưa? Em nói lại nè. Anh đang ăn cơm mà nó cứ lăn đùng ra, nó đòi bố con sang nhà bạn Bin con chơi, hay con sang nhà bạn Tí con chơi. Rồi bây giờ ngồi xuống nói với nó, đứng lên ra đi bố bảo. Đứng lên, nhìn sâu vào mắt của nó này, một cách rất nghiêm túc vào, để cho đứa bé nó thấy cái sức mạnh của bố đang rất nghiêm túc đấy. Vì 6 tuổi nó thừa hiểu được cái trạng thái cảm xúc khuôn mặt của bố rồi. Nhìn vào mắt nó, bây giờ bố đang ăn cơm nha, bố biết là con đang rất muốn sang nhà bạn Tin chơi đúng không? Rồi bây giờ có hai lựa chọn nè. Một là con đi ra ngoài sofa cái con ngồi, để bố ăn xong đi đã, bố uống nước xong đi đã, rồi bố sẽ dắt con sang đó chơi và bố sẽ cho con chơi ở đây bình thường. Đấy là trường hợp 1. Trường hợp số 2 là nếu mà con cứ lăn đùng ra và cứ khóc tiếp thì không những bố không cho con sang nhà anh Bin, mà bố sẽ phạt thêm một ngày nữa con không được sang nhà anh Bin đấy. Bố nói là bố làm ấy nha. Thế bây giờ con muốn chọn số 1 hay con muốn chọn số 2 nào? Và khi mà nó lăn đùng ra nha, anh cứ bình an, anh cứ ăn đi. Và chắc chắn anh hãy làm cho em đúng cái cam kết của mình là mình nói mình làm, tức là ngày đó không cho con sang. Con có đòi cỡ nào đi chăng nữa cũng không cho sang và mình nói như thế này này. Bố đã nói rồi là bố phải làm, bố là rất nguyên tắc nha. Rồi, chỉ thế thôi.
Một lần đứa bé nó chưa hiểu cái nguyên tắc và kỷ luật của bố đâu. Hai lần cũng chưa hiểu đâu ạ. Ba lần cũng chưa hiểu đâu ạ. Anh cứ làm cho em thật nhiều lần lên ạ. Đứa bé nó sẽ hiểu là bố nói thì bố sẽ làm. Rồi cái đứa bé nó sẽ hiểu được sức mạnh của anh khi anh nói là anh làm đó. Nó sẽ rất sợ anh.